trường coi nghệ thuật tung hứng à? Trên trường coi không? Đây là ao này. Đó. Hello cả nhà, dạ, Tài Táo Về Ốc đây. Hiện tại thì mình đang có mặt tại thành phố biển Vũng Tàu nha mọi người. Đấy, hôm nay buổi sáng mình sẽ đi xe điện này, mình sẽ dẫn mọi người đi ăn một trong những cái quán hủ tiếu mực nổi tiếng nhất ở thành phố biển Vũng Tàu nha mọi người. Mọi người theo video thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Let's go. Hello mọi người. Mọi người chào Tài Vlog. Mày bóc bật cân mà kiếm tiền được nhiều vì cái video này nhớ dẫn mọi người đi ăn nhanh. Cân trong kia cái thanh kia quay video ở dưới cái tay á mà chứ. Không có lấy tiền nữa thì cần cho lấy video là được rồi. Ăn sáng tại hủ tiếu mực ông già cây nha cả nhà. Ông nói chuyện gì đây đúng không? Không, nó mấy chỗ rồi mà. Nhớ đâu cái đường là nó bán. Hóa tháng cũng có. Gửi tên, gửi tên, mọi người gửi tên. Đây, ăn sáng ở đây nha. Chú bảo vệ nhìn sừng sò quá vậy. Rồi đi vô cặp. Let's go. Đi vô sang bên kia. Vô. Trời ơi đông. Quá bao đông. Rồi, vô mình quay quay một xíu ở chỗ chỗ ăn hủ tiếu cho mọi người xem nha. Đấy, quay ăn. À, tung hứng rồi. Đó, ghê chưa? Anh Trường coi nghệ thuật tung hứng rồi. Anh Trường coi không? Đây là ao này. Đó. Ơ. Thứ dữ, đây là làm từng tô nha mọi người. Đây, mọi người. Đây, làm từng tô luôn. Đó, tung lên rồi, hơi hấp dẫn. Đây là khu vực bếp, mở luôn cho mọi người coi luôn, yên tâm. Quá đỉnh. Đây, nhà em ăn hủ tiếu ở đây, ngồi đây nha. Quá đông luôn. Kêu tôm nhỏ có tôm bé mà. Tôm bé mà, tôm kêu đi. Hả? Đây. Giá hủ tiếu mực tại ông già cây nha. Quán bao đông. Rồi, ngay chỗ làm luôn. Tung hứng. Ê, tô hủ tiếu mực đây. Đây xem có gì đó mọi người. Hủ tiếu ha, được mực nè, chả nè, trứng nè. Tô nè. Hủ tiếu mực đây. Như vậy. Rồi. Ai, cả nhà mình đang ngồi ăn hủ tiếu mực đây. Sẵn nào. Đây bên này có rồi, có ớt rồi. Rồi cả nhà dùng bữa sáng nha. Hủ tiếu mực không quà cây. Để Vũng Tàu thì nhớ thưởng thức món này nha mọi người.
trơn này. À, nước cây tôi thích ăn kìa. Ăn ngon ngon ngon, ăn hết xong nè. Chắc đợi hơi lâu xíu nha cả nhà. Đây đợi bạn. Đó mọi người, một lần tới Vũng Tàu hay cái hủ tiếu mực công giặc ấy thưởng thức nha. Đó. Món ăn sáng ở đây bao đông. Đấy, một trong những món ăn mà mọi người đến Vũng Tàu hãy thưởng thức. Giá cả cũng hợp lý nha, 79.000 một tô hủ tiếu mực. Thấy có chưa thấy? Đây, đó mọi người, rồi chủ nhật này xe này khắp bao đông luôn. Đấy, có xe rồi, có xe rồi. Xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like, đăng ký kênh ủng hộ kênh Tài Táo Về Ốc nha, để mình có động lực ra những video tiếp theo. Hẹn gặp mọi người video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người, và chúc mọi người một ngày thật nhiều niềm vui, sức khỏe và bình an nhé. Bye bye cả nhà.